Thưa quý vị, với sản lượng 123.000 tấn, tăng hơn 30.000 tấn so với năm 2017, tỉnh Hòa Bình đang gấp rút triển khai các phương án tiêu thụ các sản phẩm cây có múi cho nông dân. Mặc dù ghi nhận giá các loại sản phẩm cây có múi hạ nhiệt hơn so với năm 2017 do diện tích tăng nhanh, nhưng ngành nông nghiệp Hòa Bình khẳng định việc mở rộng diện tích vẫn nằm trong quy hoạch. Điều quan trọng nhất là thời điểm thu hoạch chính vụ hiện nay là triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ cho bà con, ghi nhận của phóng viên VTC16. Đây là sản phẩm cam lòng vàng của Hợp tác xã Mừng Động, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Sau khi được thu hoạch, các thành viên Hợp tác xã đã tiến hành sơ chế, phân loại, đóng gói và dán tem nhãn mác để truy xuất được nguồn gốc. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, Hợp tác xã đã ký được một số hợp đồng bao tiêu sản phẩm, nhưng với sản lượng cây có múi lên tới 400 tấn, thì việc tìm đầu ra cho toàn bộ thành viên không hề dễ dàng. Phát triển cái tiêu thụ hàng hóa thì chúng tôi cũng đã đi xúc tiến thương mại cũng một số nơi và cũng đã ký được hợp đồng được 3 doanh nghiệp ngoài Hà Nội. Còn định hướng tới nữa là chúng tôi sẽ phải đưa hàng vào trong miền Trung hoặc miền Nam. Và tiến tới nữa là chúng tôi cũng phải gửi hàng đi sang các nước. Để đẩy mạnh việc tiêu thụ cho 123.000 tấn sản phẩm cây có múi, mới đây, tỉnh Hòa Bình cũng đã tổ chức buổi họp báo công bố thời gian triển khai lễ hội cây có múi và hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018. Theo đó, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2018, Hòa Bình sẽ triển khai chuỗi hoạt động nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp liên kết bao tiêu đầu ra cho các sản phẩm cây có múi tại địa phương. Chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch về cái công tác xúc tiến và tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 5 cái nội dung mà tôi cho rằng là rất là quan trọng. Đó là cái thứ nhất là phải tăng cường cái công tác và chứng nhận các cái nhãn hiệu chất lượng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Và trong đó cái vai trò của doanh nghiệp là vai trò rất là quan trọng. Riêng huyện Cao Phong, sau 5 năm liên tiếp bán được giá, năm nay giá cam đã giảm hơn so với mọi năm và việc tiêu thụ cũng chậm hơn. Để tránh sự nhầm lẫn giữa thương hiệu cam Cao Phong và nhiều sản phẩm cam khác, huyện này cũng đã đẩy mạnh việc đăng ký nhãn hiệu và tem truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng mua được những trái cam với chất lượng tốt nhất. Là huyện Cao Phong xúc tiến cái tem truy xuất nguồn gốc. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa là sử dụng bao bì chung. Thế thì và cái thứ ba nữa là cái công khai minh bạch các cái địa chỉ, các cái cửa hàng, các cái nhà vườn bán cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Có chỉ dẫn địa lý. Hiện giá cam Cao Phong đang được bán tại vườn từ 20 đến 25 ngàn đồng một kg, thấp hơn 10 ngàn đồng so với vụ cam năm 2017. Mặc dù ghi nhận giá cam giảm, nhưng theo tính toán của nhiều nông dân, nếu vẫn duy trì được mức giá này thì người nông dân vẫn sẽ có lãi.